Chào mọi người, tôi là bác sĩ Tùng, hiện đang công tác tại Nha khoa Thùy Anh, Hà Nội và đây là chương trình Nha khoa dành cho mọi người. Chủ đề hôm nay tôi muốn trao đổi cùng các bạn đó là về vấn đề sử dụng máng nhai trong điều trị bệnh lý thái dương hàm. Ngoài kênh YouTube thì quý vị cũng có thể tiếp cận các bài viết hữu ích của chúng tôi trên trang web nhakhoathuyanh.com. Và như số lần trước chúng tôi có nói, đó là bệnh lý thái dương hàm có thể gây ra những cái triệu chứng liên quan đến rối loạn về tư thế, rối loạn về chức năng, rối loạn về cấu trúc. Lý do chính mà bệnh nhân tìm đến gặp nha sĩ đó là những cái cơn đau góc hàm này, rồi là đau đầu, đau vai gáy, há miệng hạn chế, rồi là có tiếng kêu khi cử động hàm và các vấn đề liên quan đến nứt vỡ răng, mòn răng. Và khi mà được chẩn đoán là bệnh lý thái dương hàm rồi á thì sẽ tùy vào thể bệnh mà nha sĩ có thể sử dụng các cái biện pháp khác nhau, ví dụ như là màng kính khớp cắn này, tái lập khớp cắn, đeo máng nhai, vật lý trị liệu, liệu pháp hành vi nhận thức, thuốc nội khoa, rửa và phẫu thuật khớp. Thì điều trị bệnh lý thái dương hàm thì có thể chia ra đó là điều trị bảo tồn, điều trị xâm lấn và điều trị với máng nhai, thì đó chính là một cái điều trị bảo tồn. Nó không mài hay là không can thiệp gì lên răng, lên khớp. Khi mà các cái bằng chứng về hiệu quả của điều trị can thiệp lên răng chưa được chứng minh một cách rõ ràng thì các cái điều trị bảo tồn sẽ luôn luôn được ưu tiên hơn. Điều trị với máng nhai thì bởi vì nó có tính bảo tồn, lại vừa có thể theo dõi đáp ứng của bệnh với các liệu pháp một cách an toàn nên rất là phổ biến. Có thể nói là những người tìm đến phòng mạch của chúng tôi khi đọc một chút về bệnh lý thái dương hàm thì sẽ không có gì lạ lẫm với khái niệm máng nhai cả. Máng nhai thì cũng có rất là nhiều loại khác nhau. Tuy nhiên hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày về cái loại phổ biến nhất, điều trị có tính bảo vệ hàm răng, giảm cái tình trạng đau cơ khớp, đó là máng thư giãn, hay còn định danh với các tên gọi khác, ví dụ như là máng ổn định khớp cắn hay là máng chống nghiến răng. Thì máng nhai chúng tôi thường sử dụng sẽ đeo vào hàm trên, bao phủ toàn bộ các răng hàm trên và mang vào ban đêm khi ngủ. Trong những cái đợt đau cấp tính thì bạn có thể là sử dụng cả ngày, trừ khi là chúng ta ăn uống hay là chúng ta vệ sinh răng. Thỉnh thoảng thì chúng tôi cũng có làm những cái máng hàm dưới để bệnh nhân tiện sử dụng hơn khi mà chỉ định mang 24/24 giờ trong một cái khoảng thời gian ngắn. Máng nhai tại Nha khoa Thùy Anh thì được làm trực tiếp ở trên miệng. Quy trình thực hiện sẽ bao gồm là cái buổi hẹn đầu tiên các bạn đến nha sĩ, các bạn sẽ được lấy dấu hàm trên, sau đó thì sẽ chế tác một cái máng nhựa cứng ôm vừa khít với cả cung răng. Buổi hẹn thứ hai, nha sĩ sẽ tiến hành đắp dích răng trước. Dích thì chính là một cái khối nhựa để mà khi đeo thì bạn chỉ chạm khớp hàm trên, hàm dưới vào bốn răng cửa. Thì chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân là đeo dích khi đau và luôn đeo ban đêm khi ngủ. Các bạn nhớ là luôn đeo ban đêm khi ngủ để mà theo dõi tiến triển của bệnh, đồng thời chúng ta tạo điều kiện cho cái việc thư giãn hoàn toàn cho các cái nhóm cơ hàm nhằm tìm cái vị trí ổn định nhất của hàm dưới. Tại cái buổi hẹn chỉnh dích các cái lần sau thì bệnh nhân được dặn là đeo dích trong miệng cả ngày cho tới khi gặp nha sĩ và không bỏ ra trừ khi ăn, vệ sinh răng miệng. Kể cả là khi mà chúng ta ngồi chờ tại khu lễ tân thì chúng ta cũng phải mang dích. Buổi hẹn thứ ba, dích sẽ được điều chỉnh mỗi tuần một lần và chúng tôi sẽ kiểm tra cái vị trí cắn của bốn răng cửa vào dích, điều chỉnh sao cho là cắn đều nhất. Và sang đến tuần thứ hai thì chúng ta điều chỉnh dích một lần nữa và đắp răng sau. Thì cái chuyện đắp răng sau đó chính là cái buổi hẹn thứ tư. Chúng ta có thể định danh bằng là điều chỉnh dích và đắp răng sau, đắp hướng dẫn răng cửa. Thì chúng tôi sẽ thêm nhựa vào cái vùng răng sau để tất cả các răng chạm đều nhau. Sau đó thì cho bệnh nhân nghiến răng sang trái, sang phải và ra trước. Chúng ta đắp thêm nhựa vào những cái vùng trước đó. Rồi là tại buổi hẹn sau đó thì cứ mỗi 2 tuần một lần thì chúng tôi sẽ tái khám và tiếp tục điều chỉnh sao cho các cái điểm chạm đều nhau. Vì là trong cái quá trình các bạn biết là lồi cầu dịch chuyển về vị trí ổn định thì hàm dưới nó cũng sẽ dịch chuyển một chút, nên cái việc điều chỉnh là rất là cần thiết. Các điểm chạm sẽ dần được thu nhỏ và không để chạm ở những cái diện lớn mà sẽ chạm ở răng điểm. Sau khi mà kết quả 3 lần điều chỉnh gần nhau sau mỗi 2 tuần không thay đổi sơ đồ điểm chạm thì chúng tôi sẽ kết thúc cái việc thực hiện máng nhai. Bệnh nhân sau đó sẽ được theo dõi theo cái phác đồ phòng khám. Vấn đề tiếp theo mà chúng tôi sẽ nói đây đó là các bạn sẽ sử dụng máng nhai như thế nào. Thì các bạn sẽ được nha sĩ chỉ dẫn đeo máng nhai vào ban đêm khi ngủ. Bệnh lý thái dương hàm sẽ đỡ dần và việc sử dụng máng nhai có thể kết thúc sau 2 tháng kể từ khi mà nha sĩ kết thúc cái việc mài chỉnh cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi thường khuyến cáo bệnh nhân có thể đeo cả đời nếu mà chúng ta phát hiện bệnh nhân có các thói quen cận chức năng, ví dụ như thói quen nghiến răng này, thói quen siết chặt răng khi ngủ. Và để chẩn đoán nghiến răng và cơ sở đưa ra lời khuyên dùng máng nhai lâu ngày thì sẽ dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác nhau, đó là cái việc thuần túy chuyên môn. Đeo máng nhai lâu dài thì phải được sự chỉ định của nha sĩ. Thì chúng tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn về điều trị nghiến răng trong các cái số kế tiếp đây. Nếu mà bạn đeo máng nhai vào buổi sáng thì khi mà chúng ta thức dậy thì hai hàm có thể là chỉ chạm nhau tại một vài điểm thôi, và điều này thì rất là bình thường. Sau một vài phút hoặc là khi ăn sáng thì hàm sẽ trở lại như bình thường. Một số bệnh nhân thì lo lắng khi mà bỏ máng ra thì không thể cắn khít hai hàm lại với nhau. Thực ra thì cái vị trí hàm dưới ở cái trạng thái mà không thể cắn khít mà máng nhai mang lại chính là cái vị trí thư giãn cơ khớp. Và cái vị trí ăn nhai hàng ngày là cái vị trí thích nghi
vị trí mà các bạn cắn có thể khít hàm là vị trí thích nghi, và vị trí thích nghi thì bao nhiêu năm thì có thể làm các nhóm cơ vùng đầu mặt co giãn không đồng bộ, gây ra những cái triệu chứng bệnh lý, và chúng ta đang điều trị triệu chứng. Vì vậy mà sự sai khác vị trí do máng nhai gây nên một cách tạm thời thì cũng là điều rất là dễ hiểu thôi. Mỗi lần mà không sử dụng máng thì bạn nên cất cẩn thận vào cái hộp đựng á, và chúng ta vệ sinh cho máng bằng cách là chúng ta dùng bàn chải hoặc là rửa sạch dưới cái vòi nước chảy. Thì tuyệt đối chúng ta không dùng kem đánh răng và trà sát vì có thể chúng ta gây cái mòn máng nhanh chóng hoặc là có thể gây thủng máng. Bạn cũng không cần dùng nước sôi vì có thể là gây biến dạng nhựa. Thì trước lúc đeo máng thì chúng ta cần chải răng kỹ và dùng chỉ nha khoa lấy sạch thức ăn cái vùng kẽ răng. Do mà khi mà chúng ta đeo máng thì chúng ta biết là chúng ta sẽ cách ly toàn bộ tương đối cái vùng răng với cái môi trường miệng và dòng chảy nước bọt. Nếu mà không sạch thì rất là dễ bị sâu răng và viêm lợi. Câu hỏi tiếp theo và cũng là một câu hỏi rất quan trọng, đó là chúng ta đeo máng nhai thì có biến chứng nguy hiểm nào hay không? Như cái phần trên chúng tôi có trình bày về các cái bước thực hiện chế tác máng nhai, các bạn sẽ thấy nó rất là phức tạp và đòi hỏi nha sĩ phải chuyên sâu về khớp cắn. Nếu mà chúng ta làm máng nhai mà không chính xác, ví dụ như chúng ta chỉ định cái loại máng sai này, hay là chúng ta chỉnh máng sai, thì có thể dẫn đến những cái rối loạn khớp cắn đáng tiếc. Bởi vì máng nhai sẽ tái lập lại cái vị trí hàm dưới, mà nha sĩ lại đưa hàm dưới đến một cái vị trí mới bị sai á, thì khi đó bệnh nhân sẽ bị chuyển từ cái sai này sang một cái sai khác. Thì chúng tôi đã gặp những cái tình trạng là bệnh nhân có đau cơ khớp và sau khi mà đeo máng nhai thì lại bị đau tăng lên. Vậy cho nên là nhiều nhà lâm sàng khuyến cáo là chúng ta chỉ nên đeo máng nhai 6 tuần mà thôi. Và nếu mà chúng ta không thấy có dấu hiệu là đau bị loại bỏ hoặc là chúng ta không thấy tiến triển gì cả thì chúng ta nên tháo máng ra. Chúng ta lên lại chẩn đoán cũng như là kế hoạch điều trị nhằm là chúng ta tránh những cái rủi ro đáng tiếc cho cái bộ máy nhai. Mặt khác thì máng nhai chế tác thì cũng có thể gây một vài xáo trộn khớp cắn. Và cái tỷ lệ này thì cũng rất là nhỏ thôi, thì chúng tôi chỉ tìm thấy trên Ivan Thế Giới, chứ thực tình ra thì trong phòng khám thì chúng tôi cũng chưa có gặp. Tác giả Madaleno và Ginesto báo cáo thì 3 ca lâm sàng ghi nhận được có sự thay đổi khớp cắn không thể quay lại lồng mũi tối đa, tức là không thể cắn khít hàm được sau một thời gian dài đeo máng nhai. Tức là đeo máng nhai xong thì hàm dưới ở luôn cái vị trí tương quan tâm. Biến chứng hiếm gặp thứ hai liên quan đến sử dụng máng nhai lâu ngày thì bị mòn thủng nhựa vùng răng sau, không đến nha sĩ điều chỉnh kịp thời, dẫn đến là cái tình trạng cắn hở vùng răng trước khi mà bỏ máng nhai ra. Hiện nay các bạn biết là ở trên internet thì có bán một số các loại máng chế tác sẵn hàng loạt bằng silicone. Các loại máng này thì có rất ít tác dụng và gây xáo trộn khớp cắn cũng như là hệ thống nhai một cách nghiêm trọng nếu mà sử dụng. Vì vậy là chúng tôi không khuyến cáo sử dụng các loại máng này. Một cái câu hỏi mà có lẽ là ai cũng quan tâm, đó là chi phí cho một liệu trình máng nhai là bao nhiêu tiền? Chi phí cho một liệu trình máng nhai thì sẽ dao động trong khoảng là 10 đến 20 triệu tùy vào thể bệnh, và bạn có thể giảm được một ít tiền để dùng vào nhiều việc khác khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ trong những cái đợt khuyến mãi. Chúng tôi luôn public các chương trình khuyến mãi trên các kênh truyền thông của phòng khám, ví dụ như các bạn có thể vào website nhakhoathuyanh.com chẳng hạn. Thì bạn thấy triệu chứng bệnh lý thái dương hàm thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái khía cạnh của cuộc sống, và điều trị thì có tác dụng rất là lớn trong việc bảo vệ bộ máng nhai. Nếu mà không dùng máng nhai thì có được hay là không? Thực tế cho thấy thì có rất là nhiều cách khác nhau để mình điều trị bệnh lý thái dương hàm, và máng nhai thì chỉ là một trong số các cách đó mà thôi. Tuy nhiên là nếu bạn có nghiến răng hay là cắn chặt hàm thì điều trị máng nhai ngoài cái khả năng giải phóng cơn đau thì còn có tác dụng là bảo vệ hàm răng, đưa lồi cầu về vị trí tương quan tâm ổn định nhất để thuận lợi cho mình lên các cái kế hoạch phục hồi toàn diện, ví dụ như mình chỉnh nha này hay là mình phục hồi toàn bộ hàm răng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là điều trị máng nhai rất là tối ưu và đáng để chúng ta lựa chọn. Một cái câu hỏi nữa đó là một cái máng nhai sử dụng được bao nhiêu lâu thì lại phải thay mới. Như phần trên chúng tôi có nói, nếu bạn không có thói quen nghiến răng hay là siết chặt hàm khi ngủ thì chỉ cần đeo máng nhai 6 tuần đến 2 tháng. Nếu bạn có thói quen cận chức năng thì phải đeo cả đời. Một số trường phái khớp cắn thì cho rằng là việc tái lập khớp cắn có thể chống được nghiến răng bằng cách là không cho răng hàm chạm khi mà nghiến hay là lúc lắc hàm dưới. Vì vậy chỉ cần làm lại răng theo tư thế máng nhai là không cần đeo nữa. Tuy nhiên kết luận này chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng, mặc dù một vài case report cho thấy là tuổi thọ phục hồi rất là cao, dù trước đó là bệnh nhân mòn răng nặng và chỉ phục hồi bằng composite mà thôi. Nếu xác định sử dụng trường kỳ thì máng nhai nên được tái khám và đắp thêm, hoặc là mình điều chỉnh các cái điểm chạm sau mỗi 6 tháng. Và nếu mà chúng ta không có các thói quen xấu thì chúng tôi nghĩ rằng là các bạn không nên sử dụng máng nhai trường kỳ, mà có thể bảo quản để mỗi một cái đợt đau cấp tính ấy, thì mình đưa ra mình sử dụng cũng cực kỳ hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, hy vọng là những cái thông tin video đã cung cấp cho các bạn cái nhìn rõ hơn về việc sử dụng máng nhai trong điều trị bệnh lý thái dương hàm. Chúng tôi sẽ làm các cái video khác nhau về chủ đề bệnh lý thái dương hàm trong các số kỳ tới. Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua website nhakhoathuyanh.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại.